mọi người có thấy cái hàng nào nó dở mà nó hot không? Đó. Thì iPhone 1978 em Cường á đã nói rồi. Bây giờ em thấy nhà nhà chợ chợ bán iPhone 1978, lý do là nó ngon quá thì thành ra mới dành dâu để nhập hàng để bán này. Chứ em nói á, mà nếu mà nó dở một cái là tẩy chay liền, đúng chưa? iPhone 1978 nó là vô địch trong cái phân khúc máy dùng rồi anh chị, nó là vô địch rồi, không có hàng gì qua nó nữa hết á. Trừ phi nào những cái hàng nào á mà mới, ví dụ như 15 Pro Max, 14 Pro Max mà nó còn bảo hành hãng dài mà pin nó phải 100 nha, mới so được, tại vì mấy em này là pin 100 hết, chính hãng hết nha, cái gì mà không chính hãng là em Cường tặng không có bán. Cái thứ hai á là hàng 1978 nó cũng loại 1, loại 2, loại 3, giống như em làm mà thì em chỉ làm hàng tuyển chọn len ken sờ ben hết. Màn hình là phải đẹp ken nè, đó rồi thì em khó lắm, anh chị biết em rồi đó. Em khó là khó cho anh chị, khó cho khách hàng của em chứ không phải là em khó cho bản thân em, đúng không? Bây giờ mình khó thì mình phải nhập giá cao chứ khó mà nhập giá rẻ ai bán cho mình, anh chị hiểu em không? Nhưng mà cái giá em thì vẫn không đổi, vẫn thế thôi, 17.3, riêng cái màu này nó sẽ đắt hơn đâu vài trăm ngàn anh chị. Đó, chỉ vậy thôi, còn lại là đồng giá hết. 17.3 là bảo hành là một đổi 1-6 tháng à. Lỗi bất kỳ cái gì à, lỗi cái phím này em cũng đổi cho cô chú anh chị nữa nè. Đó, chứ đừng nói là màn hình rồi camera, cái đó là phải đổi chắc chắn rồi. Cái hàng này cô chú anh chị được dùng thử nữa 7 ngày. Lấy về dùng đi, không ưng hoặc là ví dụ nó bự quá hoặc là nó to quá bỏ túi không vừa, cứ ra đây đổi máy khác, không có lỗ ngàn nào hết. Cái thứ ba nữa là anh chị nếu mà muốn bảo hành 12 tháng một đổi một thì vẫn được luôn, chỉ có 490 thôi, mà anh chị được tặng thêm cái gói bảo hành pin 2 năm thay pin miễn phí không gian số lần, bể mặt kính là em Cường cũng thay miễn phí luôn đó, thấy không? Mà được 12 tháng một đổi một nữa chứ, em thấy ngon không? Đổi ở đây là đổi nhanh gọn lẹ, đổi bằng cái trách nhiệm cao nhất chứ không phải là nói một nhé. Ở đây là mình văn bản rõ ràng hẳn hoi hết.